Lệ Thủy ơi, sao cứ ở miết trong phòng vậy? Mở cửa ra coi. Lệ Thủy, mẹ. Mày có bệnh gì không? Hả? Ây chà, mới mốt rồi tao với ba mày phải lên thành phố rồi. Mà nhà cửa thì có cần sửa mấy cái ổ khóa gì không hả? Con thay ổ khóa hết trơn rồi. Mấy cái cửa sổ cũng khóa luôn rồi má. Cửa sổ là để hứng gió trời đó, mà giờ là phải đóng kín mít lại luôn vậy đó. Chịu nổi đời không à? Bây giờ à, chỉ có hai má con thôi, tao hỏi thiệt mày nè. Mà mày phải nói tường tận cho tao biết cái chuyện đêm đó nghe chưa? Thôi mà má, con cái chuyện hỏi tới luôn hoài à. Trời ơi, thì ít nhất mày cũng phải biết là mày cảm giác là nó có quen hay là nó lạ hay là sao chứ. Con bị thuốc mê mà má, con không biết. Rồi trước cái lúc thuốc mê, mày không thấy mặt nó luôn hả? Nó bịt mặt mà. Như vậy là quen rồi. Chỉ có quen mới bịt mặt để cho mình không có nhận diện được nó. Trời ơi. Rồi ngoài cái bộ nữ trang nó còn lấy cái gì nữa không? Rồi là đồ nữ trang là nó bắt mày tháo ra đưa cho nó hay là nó tháo trong người của mày? Hả? Con không biết mà. Nó bịt thuốc mê con rồi. Bà mẹ cha, ba cái đám xì ke ma túy nữa, nó túa về đó. Thiệt kỳ nè, tao tương kế tự kế chết cha tụi bay hết trơn. Má, nhà mình neo người muốn chết mà kế sách gì được má. Tao có đâu có đi báo công an đâu, phải không? Bây giờ nó đang lo sợ, nó không biết là tao đang nghĩ cái gì, tao sẽ làm cái gì đây nè. Thì nó phải sợ là đúng rồi. Má kim sim vậy đây coi nhà được không nha má? Đâu có phải một mình mày mơ ước cái chuyện đó, tao cũng mơ đây mà đâu có được đâu. Mày có biết thằng Măng nó ở gần đây mà tao năn nỉ muốn chết còn không được nữa. Nói gì tới thằng Sim, làm sao nó chịu về? Ủa, mà mày có tình cảm đặc biệt gì với thằng Sim không mà sao mày thân với con Sim dữ vậy? Má này, tự nhiên cái chuyện này mới sợ qua chuyện kia. Cũng mày lại có chị Sim chị tới chị ngủ với con. Nhưng mà nó cũng chỉ là đàn bà con gái, chân yếu tay mềm. Quan trọng là thằng Măng với thằng Sim ấy kìa. Mà hai thằng này nó khó lòng lắm, nhờ cậy không được nữa. Trời ơi là trời. Thôi nha, chuyện gì mà nó qua rồi để cho nó qua luôn đi ha. Mày cũng đừng có đeo vòng vàng trong người nữa. Ngày mai tao với ổng lên thành phố rồi, mà bộ dạng mày như vậy, bỏ mày ở nhà đâu có đành lòng. Ông mua cái số nghe không mày? Mày giỡn mặt với tao hả? Tao nè. Ủa bà Liêu, nhìn bà thấy ghê vậy? Trời, nhìn bà như bê đê thái vậy. Ê tao giả à? Ủa nhìn bà thấy gớm quá, chắc bà sắp chết rồi. Vậy cho mày biết ở đây tao khổ cỡ nào, tính lên báo đời tao hả? Áo khỉ khô, có một chuyện mới bắt sang đây nhờ bà nè. Chừng nào về tao nói trước à. Ở đây tôi ở nhà trọ đông lắm á, tới mấy đứa rồi, không có chỗ chứa mày đâu. Khùng quá, không ai vậy đâu. Lên có một chuyện mới nhờ bà, rồi xong chiều tôi về liền à. Gì?
cái vụ này thôi. Làm gì như trộm á. Trời đất. Cái gì vậy? Vàng thiệt hả? Người vàng thiệt chứ mà lại cục màu vàng. Bà bán giùm đi. Ở đâu mày có vậy? Tính lộn. Trời đất. Bà bị điên hả? Bà la quá gì? Mày thương lộn của ai? Con gái không ai ơn. Tôi đã áp cái chết gì vậy? Trời đất. Mày khùng rồi hả? Thằng quỷ. Ở tù cho con. Bà đi chết đi. Bà phải ai vậy? Bà phải tôi hay phải người ta? Bà nói được cái này nữ trang tôi bán không có được. Mới nhờ bà bán giùm. Bà bán giùm tôi đi. Sao tôi chia hậu hỷ cho. Bà la hoài vậy. Thôi được rồi. Thôi đi nè. Ê, cái gì vậy? Đổi ý hả? Không. Ê, có coi. Cái gì? Khoan. Giờ bán này thôi. Làm gì dưỡng chi vậy? Giữ làm kỷ niệm. Mày khùng hả? Dưỡng mang quà hả con? Tự nhiên giờ giữ kỷ niệm. Chỉ có tôi. À, mày mê con đó đúng không? Mày bởi vậy tao nói mày ngu dễ sợ. Cái con đó hả, nó chẳng như là cái gì. Còn lâu mới ngó tới cái bản mặt của mày đó. Đó mà mê nó đi. Giữ đi, giữ đi, nó qua nó còng đầu mày. Bà đi chết đi. Chuyện của tôi kệ tôi. Vậy mày bán đi. Được rồi. Rồi xuống về tôi chi hậu hĩnh cho. Ngồi đây mày chờ tao nha. Đây nha. Cứ đi đâu á. Nghe rồi. Bấm chuông in ỏi này của mẹ hai ơn chứ không ai trơn á. Chờ chút. Rồi rồi nghe rồi đây nè. Ơi cô. Thấy không, biết ngay chị chứ không ai hết trơn. Nó nghe nè. Hả? Em á trả lời rõ với ổng rồi đó nha. Em công chuyện rồi, nhà cửa trên đây em không có bỏ mà em về tới quê mà lo được đâu. Cho nên thông cảm đi. Chị bên chị nhà chị neo đơn, nhà em cũng neo đơn, đâu có rảnh đâu mà về dưới mà lo được. Thì tôi cũng nói với ổng vậy rồi, làm sao mà được. Nhà ai rối thì người đó tự gỡ, chứ biểu người khác vô gỡ sao gỡ được. Chị nói chuyện nghe thăng trầm quá, văn chương của em đu theo ổng nổi. Rồi sao, bữa nay tới cử của ổng nữa rồi phải không? À, bữa tôi phơi bộ đồ ở đây tôi quên, giờ tôi vô tôi lấy rồi tôi hoành vô trỏng với ổng liền. À thôi thôi, dòng vô làm chi mất công chị. Ở đây đi, em đi chợ em nấu đồ ăn, em nấu cái gì bổ bổ chị ăn à, cho chị khỏe, chị vô chồng với chăm, ổng có sức phải không? Rồi sẵn đem đồ ăn luôn cho ổng tẩm bổ giùm em nha. Lòng dạ nào mà ăn uống nữa, ổng bây giờ ổng ăn như mèo đó, khổ lắm. Thôi thôi, để tôi vô tôi lấy đồ. Vô lấy đồ nha. Nè. Nè, đừng có nói tôi không về quê rồi hai vợ chồng ông bà giận tôi đó nghe. Cô ba. Ủa, Sim hả? Trời ơi, à, đi đâu đây? Hả? Dạ, con tới trả tiền cho cô ba. Tiền điện hả? Trời ơi, tiền điện từ từ thủng thỉnh trả cũng được. Làm gì mà gấp quá vậy? Bữa nay không có đi làm hả? À, mấy nay con nghỉ, chờ cho Sim ăn nó khô rồi mới làm tiếp. Bữa nay được nghỉ hả? Đi chơi với ba không? Ba dẫn đi hát karaoke. Hát karaoke với ba đi. Nha, vô ông chồng ba dạ hát cho. Vô ông chồng vui lắm, nha. Thôi đi cô ba, tụi con có biết hát hò gì đâu. Thôi con tới trả tiền cho cô ba con xin phép nha. Thôi mà về làm gì sớm, ngồi dạ. Đây đi, ngồi đi. Hôm nay ngày nghỉ mà, nó nghe ăn uống gì không? Dạ thôi. Ba dẫn đi nhà hàng ăn nha. Dạ. Ủa? Thành Sim. Dì hai. Đâu đây? Dạ. Hả? Ủa? Hai người quen nhau hả? Dạ, hồi trước làm thơ cho dì hai nè. Bữa tao có gặp măng, tao hỏi là mày lên đây mày ở đâu? Dạ. Nó đang ở thuê nhà tôi nè. Con ở gần đây. Ổng bệnh nữa rồi. Lên đây trị bệnh nè. Ông hai bệnh gì vậy hay? Bị thận mà nặng dữ lắm con ơi. Một tháng tao phải lên đây mấy ngày để chạy thận cho ổng đây nè. Bởi vì vắng nhà hoài. Hôm bữa mà nhà bị cướp á, rồi con Lệ Thủy nó bị... Thôi thôi chị ơi. Hời, nó cướp có cái gì đâu mà chị kể lể hoài. Vô mà lo bệnh viện coi chồng bãi chồng kìa. Ở đây đứng nói chuyện. Tôi lấy bộ đồ của tôi nha. Bộ đồ của tôi nha. Tôi thấy rồi. Sim, nhà con đâu dẫn gì qua thăm nhà xong chút vô bệnh viện với ổng luôn. Đi, dạ. Đi lẹ con. Đi. Nhưng mà, nè. Đi con. Đi. Ở gần đây không con? Dạ, gần đây nè gì. Chồng nằm trong bệnh viện á, bỏ bê chồng ở chồng rồi chạy qua nhà tay. Được không? Càng ngày càng quá đáng nha. Bà nội này nha,
Anh tôi mà chết xuống á, ngày hôm trước chắc ngày hôm sau dám dẫn trai về nhà rồi. Bực mình hả? Ủa, chỗ này mà ta. Thằng này đi đâu rồi không biết nữa. Tình luôn á. Tiểu ngồi đây rồi cứ đi vòng 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 à. Bà cùng la hoài đi. Hết hồn. Tụi cái gì? Bà mà cũng không biết cái thùng gì. Má đồ nhiên rồi đây. Rồi. Tao lấy phần ta rồi đó. Còn cái này của mày. Ủa? Đâu rồi ta? Cái gì vậy? Ở đây. Quên. Đây nè. Trời ơi. Bác bán được nhiêu rồi bà lấy nhiêu? Cái này là vàng 18 mà không có giấy tờ nữa. Được 12 triệu à. Tao mượn 4 triệu á. Ê. Tao nói tao mượn nha. Tao không có xin xỏ mày nha. Ăn được có 12 triệu mà bà lấy hết 4 triệu lấy 1/3 người ta luôn hả? Bà chơi cha chơi chú vừa vừa chứ. Tao chơi chị mày được không? Bà đi chết đi. Bà... Cái gì? Trời ơi, cái hồi mà tao quến ông Heo á, tao cho mày ăn giọng kiểu gì? Ngon quá à. Giờ có 4 triệu bạc à, mày làm gì mày la dữ vậy hả? Ừ, mượn nhớ trả nha. Chứ mà mượn không bao giờ bà trả hết á. Ừ, nào có tiền trả. Có thôi. Đi à. Ê nè. Gì? Tao nói nè. Cái vụ mà cái đôi bông mày giữ lại á, mày tính sao tính nha, mày lo mày bán nha. Mày giữ đó, nó mà phát hiện ra nó còng đầu mày ở tù ha, lúc đó đừng có chị em gì hết, đừng nhìn mặt tao. Mày chết đi mày. Mày trù quẻo không à? Kệ tôi đi. Ừ thôi kệ mày đó. Đi chuyện anh ấy làm nha. Khoan. Ừ, thằng cha hay hơn sao rồi? Mày nhắm coi chừng nào tao về dưới tao mần ăn được hả? Mày đi chết đi bà ơi. Bây giờ hả? Ổng yếu lắm rồi. Bây giờ hả, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa. Ổng bây giờ là sống mà như chết, là chết sướng hơn. Ngồi chơi đổ cá người với tôi mà ngồi còn không muốn nổi nữa. Đừng nói muốn chuyện gì khác với bà. Ôi trời, khổ như vậy trời. Tao nói chứ bây giờ ở đây hả, tao khổ quá trời quá đất. Một ngày hả, mà đi rã cặp giò tới tháng cũng đủ tiền nhét vô miệng nữa. Đừng nói trả tiền phòng. Bây giờ phải tính đường về dưới làm ăn sao chứ đây chắc tao chết quá. Sáng giờ bán được không? Không, còn có đóng luôn nè. Lo cho cái vụ của mày chứ ai. Giờ hai mấy gần 3 giờ rồi. Ôm chết. À, rồi, thôi lấy 1 cọc. Tối anh mua bạn cọc vậy thôi. Tiền đâu? Ê, con quỷ, nè. Đồ gì đâu á. Mời dì hai. Dì hai ngồi đi. Rồi giờ uống miếng nước gì? Trời đất ơi, cái nhà gì? Cái phòng như cái lỗ mũi vậy trời, đồ ngột ngạt vậy sao thở? Ở đây phòng trọ nó vậy không á. Ở đây con ở với bạn nữa, hai đứa. Mày sao vậy? Ở dưới á, tao nói không khí trong lành, vừa thoáng mát mà vừa rộng rãi nữa. Ở đâu cũng phải làm mới có ăn chứ. Tự nhiên đang dưới yên lành cái mày bỏ mày lên đây làm sao vậy? Mày giận ai? Giận tao hả? À, dì hai kể con nghe chuyện cướp hôm bữa đi. Lệ Thủy con sao không vậy? Trời ơi, bây giờ là nó hồn phi phách tán, hồn nó cũng chưa về được nữa. Cái thằng ăn cướp á, lột sạch nửa trang trên người nó. Nó sợ muốn chết luôn à. Sim à, ông hai ông bệnh lung lắm rồi. Tao với ông cứ phải lên thành phố để chạy thận cho ông hoài. Nhà thì neo người. Tao cũng năn nỉ thằng Măng, nhưng mà nó cũng còn vợ còn con nó nữa. Mày giúp tao được không? Bây giờ nhà không có ai hết trơn á. À hay là vậy, cái mảnh vườn gần nhà tao đó là bỏ phế bao nhiêu năm nay rồi. Trộm đạo nó vô nó phá tanh bành ở trong á, tao giao luôn cho mày. Mày chăm sóc đi. Rồi khi nào mà tao đưa ổng lên thành phố á, mày qua mày ngủ chung với thằng cưng rồi mày coi nhà coi cửa luôn. Vậy được không? Dạ. Mày có biết làng Măng đó, nó cho ông xin qua nhà ngủ chuyến này. Nhưng mà dù sao ông xin nó cũng đàn bà con gái, đâu có thể bắt nó mà cứ bỏ ghe rồi bỏ nhà cửa rồi đi qua nhà người khác ngủ hoài. Mày giúp tao đi, hả?
Chị hai để từ từ con tính nha. Từ từ cái gì mà từ từ? Tính lẹ lẹ lên chứ từ từ. Tao nói thiệt tao không có tin ai ngoài hai anh em bay hết trơn á. Dạ. Em nè, đã biết tối nay bầm con tới nhà cô Lệ Thủy ngủ chung cô Lệ Thủy cho cổ vui. Mà sao dọn cơm trễ quá vậy hả? Trời đất ơi, giờ ăn lẹ lẹ đi rồi trời tối hù rồi kìa. Thiệt, anh không có biết gì hết trơn. Qua nhà người ta chơi, mình phải tránh cái giờ cơm ta. Tự nhiên cái qua ngay giờ cơm ta ăn thấy kỳ không? Với lại á, cái miệt này nè, trời mà tối á là đèn đóm sáng trưng à. Anh yên tâm đi, không sao đâu. Thì y quá à. Cẩn thận nghe không? Mà giờ này em để thằng bé mèo nó ngủ như vậy á, rồi tối nay nó thức rồi nó quậy người ta, ai ngủ nghe gì được với nó. Trời, không biết nết con mình dễ trơn á. Trộm vía với con mình nó ngoan lắm, dễ, nói chung là nó dễ chịu lắm. Nè nè, anh ăn miếng đi. Cá rô này nó ngót ngon dễ sợ luôn á. Nè. Ăn nhiều nhiều vô. Mà nè. Dạ. Mình chơi thân với cô Lệ Thủy á. Bữa nào mình hỏi dò coi, không biết tình cảm của cổ với lại thằng Sim nhà mình á sao rồi hả? Ai biết. Trời đất ơi, thì không biết mới biểu hỏi. Tự nhiên chuyện ta kêu em hỏi kỹ mộ, sao hỏi được? Bản thân mà. Thiệt tình thì thấy hai người đó cũng kỳ kỳ á. Nói chung là cũng mắc cỡ, thương, có tình cảm hay sao á. Nhưng mà không biết dì hai với chú hai á có biết chuyện không ta? Sao biết được? Trời ơi, Lệ Thủy hả? Kính bà cố luôn á. Trời ơi, kính thì kính chứ. Sau này á, dì hai với chú hai biết chuyện thế nào cũng cấm cản cho coi. Ai đời nhà người ta giàu thiệt giàu rồi đó, gả con cho thằng mặt rệp. Thôi thì duyên số hình ơi, người tính sao bằng trời tính. Nghĩ cũng tội chú Sim nhà mình ha. Bởi vậy mới nghỉ việc nhà ông Hai Ơn, bỏ lên phố lập nghiệp á. Nói đi lập nghiệp cho sang vậy thôi chứ mần bướng thấy mồ. Mà nghĩ đi nghĩ lại á, mai này mà cô Lệ Thủy với Sim nhà mình mà thương nhau thật lòng, chắc hai đứa nó cũng khổ lắm. Ôi là trời ơi, cái gì vậy? Chưa có già mà cứ mở ra cái là bỏ giùm em đi, đừng thở dài nữa, nghe gầu cuối ruột. Thôi ăn lẹ đi, lát nữa ẩm con mèo đi á. Dạ dạ. Ây da, chị xin em rước chị nè. Ừ được, bữa giờ ăn cơm với chị luôn đi. Ăn cơm. Hế? Dạ thôi em mới ăn, nhàm no quá à. Anh chị ăn đi. Ừ. Ủa mà anh chị, bé mèo đâu rồi? Ngủ chổng kìa. Vậy để em vô em chơi bé mèo hả chị? Ê nhưng mà đừng chọc anh thức nha. Dạ. Nó thức em khỏi ăn cơm luôn. Thôi ăn lẹ đi. Dạ. Trời tối hù rồi kìa. Ông uống miếng sữa đi ông. Món tôi không có ưa mà bà cứ mời hoài. Đau giờ... mình đau mày muốn chết, muốn nằm ngủ một chút cũng xong đi nè. Thôi giờ nó nóng quá để nguội chút, giờ ăn nho nha, tôi lột nho ông ăn. Thôi. Biết là bệnh rồi chứ có ai nói ông mạnh giỏi đâu. Thì đau thì cứ rên, tôi có cử đâu sợ. Ông ơi, quên, hồi nãy mà lúc mà lên để chờ nghe bác sĩ hội ý đó, trời ơi, có một cái tin mừng tính báo cho ông mà quên đi nè. Tin mừng gì? Ông biết tôi gặp ai ở nhà ba Xuyến không? Ai? Thằng Sim. Trời ơi, tưởng cái gì? Trời đất ơi, ông nói gì kỳ vậy? Thời buổi này ông tìm được một người gọi là thân tính, một người tâm phúc khó vô cùng, thì gặp thằng Sim là tôi mừng là phải rồi. Nó bỏ việc ở nhà mình, nó không làm nữa, nó lên đây nó kiếm việc làm rồi. Bà mừng là mừng cái gì? Nhưng mà tôi đã nói chuyện với nó rồi. Tôi nói là ở đâu cũng phải lao động mới có ăn, nhưng mà ở trên này nè, cứ hàng tháng phải đóng tiền nhà cực khổ lắm. Bây giờ đi về đi ha,
để cho miếng giường nè, có cái chòi nè, rồi chăm sóc, mà ở dưới là đất đai rộng rãi thoáng mát nữa. Ừ, nhưng mà đó là ý của bà, còn ý của nó là khác. Cái quan trọng là ý nó chứ không phải ý bà. Tôi thấy nó bằng ý rồi. Ừ, bằng ý. Tôi nói thiệt mà. Thưa chú hai, dì hai. Ủa, chẳng dạng mày đi đâu hả? Dạ con đi mặn về, con ghé thăm chú hai chút xíu rồi để ngày mai con đi mặn sớm. Đó, thấy chưa, tôi đã nói nó đi làm trên này rồi. Mày ngồi xuống đi, ngồi xuống tao nói chuyện. Ngồi xuống đây. Bây giờ là có mặt ổng ở đây ha. Mày nói đi, mày đồng ý về mần ở cái nhà vườn của tao phải không? Hả? Dạ, dì hai cho con mần trên này mấy bữa nữa nghe. Tại xin nghỉ người ta cũng phải xin trước vài bữa cho người ta chuẩn bị nữa. Thấy chưa, chỉ cần mày đồng ý thôi là tao hứa tao không có để cho mày thiệt thòi đâu. Thằng Măng mà nó nghe mày về là nó mừng lắm. Anh em tụi bay phải một chùm chứ. Dạ. Chú hai thấy trong người sao rồi? Đuối lắm mày ơi. Bây giờ tao sống nhờ vô cái máy chạy thận, khổ đời. Mày có biết ai làm ổng ra nông nổi vậy không? Thôi nha, bà đừng có biêu ríu tôi với thằng Sim nha. Gì? Đi đâu à? Đi đâu à? Đi tiểu, tôi ở đây tôi đi đâu được nữa. Đến con phục chút. Lấy giùm dép đi. Ây da. Rồi ra uống sữa nghe. Ôi, anh ơi, xin lỗi anh. Anh có sao không? Xin lỗi. Không sao. Anh kiếm ai vậy? Ủa, anh Măng, anh khỏe không? Khỏe, nhưng mà tôi gặp anh lần nào chưa? Trời, anh dở quá, chị Sinh còn biết em nữa, anh không biết. Em là đệ tử của ông Hai Ơn nè. Vậy hen. Thôi chào. Ê. Xin lỗi. Trời ơi, núm nhìn ngon quá. Cái này anh hái hay là anh mua vậy? Tôi bán. Anh thích không? Ôi, cho nói anh nghe, cái núm này nha mà mình xào với lại hành phi đồ đó, nhậu là bá cháy luôn ha. Đúng rồi, ngon lắm á. Hay là ghé tôi đi, rồi tôi hốt mớ cho ăn. Ủa mà kiếm ai vậy? Tôi kêu mình đúng cho. Cưng ơi, Cưng! Cưng ơi! Được rồi. Ủa? Chứ không phải, anh kiếm ai vậy? Cô Lê Hỷ. Anh Măng hả? Hả? Sinh á, nó biểu tôi mang mớ nấm rơm với lại khoai lang nè. Cô Hỷ, có gì không? Em cảm ơn chị Sinh nha. Hả? Cô không sao chứ? Dạ, không có gì hết. Anh về ha, em cảm ơn nha. Không sao ha, tôi xong nhiệm vụ rồi, tôi về ha. Cô Tiên. Sim, kiếm ai vậy? Có bắt Tương nhà không cô? Cả ngày gặp ba tôi chưa có chán, sao bây giờ qua kiếm ba tôi nữa? Cả ngày bận mần quá, không có rảnh. Có chuyện này tôi muốn nói với bác Tư. Chuyện gì? Chuyện này... Nói tôi nghe được không? Chuyện gì? Tôi... Chuyện gì? Tôi chỉ nói với bác Tư thôi, có bác Tư nhà không cô? Thì nói tôi nghe cũng được mà. Cô nghe không được đâu. Chứ bác Tư hả? Đợi chút. Ủa, cô kiếm ai thì kêu người đó ra mở cửa ha.
Bác Tư ơi. Xin má hai con. Dạ, bác Tư mới qua. Con muốn gặp chú có chuyện gì hả con? Dạ, con có chuyện muốn thưa với bác. Đó bà thấy không? Ai nói dân phụ hồ gì mà nó nói năng lễ độ quá thấy không? Thôi, muốn nói gì á thì ngồi xuống thì thủng thẳng nói. Ai bắt làm rễ đâu mà đứng nói không biết nữa. Ngồi đi. Vô đây con, vô ngồi đây đi. Nè bà, bà vô trọng bà lấy cho tôi một ca trà đá chữa lửa nghe không? Rồi, có liền. Nè con, làm cái đi. Rồi muốn nói gì đây? Uống cái. Rồi, có gì vậy xem? Bác Tư cho con làm hết tuần này rồi cho con xin nghỉ nha. Ủa, về quê nữa à? Mày mới về quê cái rọc đây mà về chi nữa mày? Dạ không, lần này con nghỉ luôn. Bộ tìm được cái chuyện làm gì mà im mà sao mà xin nghỉ luôn nhỉ? Dạ không phải, tại con có người quen ở dưới quê á. Người ta nhờ con về cho nên con không từ chối được. Vậy là có công chuyện êm rồi ha. Ở trên này cứ đi khiêng gạch hoài nó cực quá không? Bác Tư đừng nói vậy, con đâu có nề hà nặng nhọc gì đâu chứ. Thực ra người nhà của người ta dưới quê bị bệnh cho nên... Vậy là người ta nhờ con về để mà đi nuôi bệnh đó chứ gì? Không phải, về coi chừng nhà. Cái đó đâu phải là một cái nghề đâu. Ở trên này tao đã nói với mày rồi, mày cứ theo tao đi, mày làm phụ hồ đi. Rồi từ từ là tao dạy nghề, tao chỉ cho lên thợ mấy hồi. Trời ơi, tự nhiên bây giờ mày về với quê mày làm ô xin miệt vườn hay làm sao vậy? Thì con cũng biết như vậy, nhưng mà người nhà tao bị bệnh, lúc nào cũng đi bệnh viện hết, cho nên người ta nhà cũng về coi chừng nhà giùm. Thôi, mày nói nhiêu đó là tao cũng đủ hiểu rồi. Thôi bây giờ muốn nghỉ á, là ngày mai tao sẽ cho mày nghỉ luôn. Bác Tư, cho con làm tới hết tuần đi. Tại vì hết tuần này rồi, cho con xin con trả lại cái xe đạp cho bác. Cái chuyện tương lai của mình phải tự do mình quyết định, chứ không phải vì ai ở ai hết trơn á con à. Bao nhiêu người á, người ta muốn học cái nghề ở Sài Gòn này rồi người ta đi lấy vợ Sài Gòn, người ta sống cuộc đời hạnh phúc. Có những thằng ở dưới quê nó lên đây nè, nó muốn được như mày mà, nhưng mà khó lắm nghe con. Không biết là bác Tư thương con, nhưng mà... Thôi, mày khỏi cần nói những cái chuyện để mà mày so dịu tao. Tao biết rồi. Thấy không? Còn cái chuyện mà tao nói tao gả con gái tao cho mày, ai muốn cưới thì tao gả, còn không muốn cưới thì thôi, cũng không ai bắt buộc. Đó là duyên nợ mà mày. Dạ con hiểu rồi. Thôi xin phép bác Tư con về nghe. Đó, ông thấy chưa? Trời ơi, coi cái mặt mũi nó hiền lành sáng sủa vậy á, tâm địa phản phúc. Cũng may là ông chưa đào tạo nó thành thợ à, chứ thôi giờ này là ông tức ói máu luôn đó. Số phận con gái của mình là nó vậy đó. Những cái thằng á mà tôi thấy được tôi chấm thì nó lại dạt ra, mà bu theo con mình toàn là tụ âm binh gì đâu lắm. Ông làm như tiên là con riêng của tôi cũng bằng chứ. Mà thôi nghe, đừng có gì cái thằng sim thằng siết gì đó mà tôi với ông tối ngày cứ gây lộn hoài nghe. Ôi mày dẹp đi bà. Trời đất ơi. Đang ngủ ngon lành, dựng đầu dậy kêu qua tưởng chuyện gì gấp lắm. Bóp chân, ác gì vừa thiệt. Thì bữa trước bóp chân, sau á thì người ta mới báo tin cho. Tin buồn chứ không phải tin vui đâu.
Vô về. Thời thế thay đổi rồi, mấy người sắp khổ rồi. Ráng đi nha, kiếm mối chạy xe ôm nhiều nhiều đi. Sắp khổ rồi đó. À ơi, người ta chạy được mà. Tại ba cứ chửi lên chửi xuống, chở con này con kia, riết cái ông hai dám đi rồi ế luôn á. Nè, thằng Sim nó sắp về quê luôn rồi đó. Nghe nói nó làm mướn ở dưới đó, nó không có về đây nữa đâu. Ôi, thôi đừng có ghẹo nhau nữa, mệt quá à. Ghẹo gì? Tôi nói thiệt á. Mấy mốt là không ai nấu cơm cho mấy người ăn đâu. Không ai phụ tiền phòng, tiền điện. Mấy người khổ đó nha. Sao hồi nãy nó không nói gì vậy ta? Mà làm như thằng Toàn thì cần thằng Sim, nó không có thằng Sim, thằng Toàn chết bằng nói chuyện. Không có. Tôi nói thiệt á, ráng á, lo nghĩ cách á. Mà nếu chân giữ chân nó lại, nó mà về quê luôn hả? Mấy người đói lên đói xuống đó. Thôi mệt quá à. Chuyện đó nó làm, tôi sống mình được, không sao. Mà với lại phục vụ ba vậy thì ba lo cơm nước cho Toàn đi chứ. Nó sức đâu mà Toàn đúng không? Ngộ. Tôi á, tôi nuôi mấy người sao tôi nuôi nổi. Cái nào ra cái đó nghe. Tiền á, mấy người còn nợ tôi nhiều lắm á. Làm á mới có tiền trả tôi chứ. Mà nói rồi, tình nhân khác, vợ chồng khác. Cho nên tiền bạc cũng vậy. Với tình nhân á, tiền bạc phải rõ ràng. Tôi không muốn ai lợi dụng tôi đâu. Ui da, ui da, làm gì vậy? Gãy chân tao rồi nè. Bởi vì á, vừa xấu mà vừa ác nữa. Massage đó đó, giãn gân cốt. Vậy thôi nha, khỏi bóp nữa nha. Không dám đâu. Không bóp cái này. Bóp trên đây đi, đổi chỗ. Ăn tiền ta phải làm cho đáng đồng tiền bát gạo chứ. Mặt của anh hôm nay nhìn yếu xì như là bánh tráng bị uống nước vậy đó. Có chuyện gì hả? Ê, đang buồn thì đừng có chọc nữa nha. Buồn? Ê, 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 đừng có nói với tôi là hai ông yêu nhau nha. Biết cái gì mà nói đúng rồi vậy? Biết chứ sao không biết. Sim bỏ Toàn rồi đúng không? Ờ, nó dọn nhà chỗ khác rồi. Thằng Sim coi vậy chứ bạn bè ở ngoài đông. Anh bây giờ không biết sao luôn. Nó đi rồi giờ không biết cơm nước rồi nương tựa làm sao. Trời, kỳ vậy. Sống khác đi cưng. Không lẽ bây giờ suốt cuộc đời phải dựa dẫm vô một ai đó như vậy hoài? Đàn ông là ai gì kỳ cục vậy? Không có phải. Người ta nói đây là tình cảm, chứ với anh tiền bạc có là gì đâu. À, anh với nó chạy thân với nhau em hiểu không? Giống như là cái tuồng gì Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Cái gì? Làm gì sạch dữ vậy? Ai Lưu Bình? Ai Dương Lễ? Hả? Hai bên một người một manh một mảnh, không khác gì nhau hết trơn. So sánh gì mà khập khiễng vậy? So sánh khùng. Không có nói kiểu đó nha, bực bội à nha. Ý ta nói đây là cái tình cảm nó giống như hai người đó thôi, giống như trong tuồng tích vậy thôi, chứ có phải nói giống như vậy. À rồi, ok ok. Hai người thương nhau cái gì, quý nhau cái gì, rồi hiểu rồi. Chuyện thấy mệt luôn. Giờ không lẽ ngồi đi hoài, tao chán chết luôn á. Ờ, mình làm vậy chạy đi. Được á. Nhưng mà ai trả tiền? Tiền này có lọc nè, để tôi trả, được chưa? Thế thôi, đừng ra quán nhậu, bây giờ mình vô phòng karaoke đi, vừa có máy lạnh, vừa nhậu vừa hát. Thôi, vô phòng, một nam một nữ uống say vô, cái em sàm sỡ tôi. Thôi. Cái gì? À, mà con tiên này mà thèm á hả? Sao không thèm? Dù sao đây vẫn chưa có lửa nào nha. Trời ơi, gan quá. Trời ơi, theo tôi biết được á, thì bà ba sao xiến, bà xài muốn nát rồi mà bị đặt. Khùng á. Nè, anh thề độc luôn á, anh mà có cái gì với bà thôi, đó thôi đừng thì... thề, đừng thề. Thề mà trúng hai giờ linh là đi luôn á nha. Không, không, nó đi đi. Thôi đi nhậu. Anh ơi, chưa tính tiền. Vậy nãy, ủa nhớ tính rồi mà. Chưa anh. Lát anh trả tiền nhậu thôi, anh trả tiền đi. Hả, giỡn mặt hả? Giỡn. Nhiều em? Dạ, 70. 70 anh. Ê,
Nhiêu vậy cô? Dạ 5.000. Dạ cảm ơn chú. Đi nha cô. Dạ dạ. Chúc cô mai bán đắt. Anh Năng. Dạ. Ủa Sinh, có ai về kìa? Chàng ơi, nghe là thiệt cái chuyện á, về liền ha. Ê, sao nói vậy được? Người lớn nghe được kỳ lắm. Sao đứng đực ra đó? Lên ghe. Đi xe đem hiên. Dạ. Trời đất, mới về một bữa cái gột, giờ về nữa. Ừ, làm nhiêu cho xe ăn hết trơn à? Chuyến này về mừng luôn á. Ủa, vậy trên Sài Gòn hết công việc rồi hả? Không phải đâu, em tự nghĩ á. Tại nghe dì Hai chỉ nói dĩ giao cho em cái vườn trái cây. Thấy mình hợp nghề nông hơn. Thôi được rồi, lớn rồi, thấy hợp cái gì thì làm cái đó. Anh yên tâm đi, em suy nghĩ kỹ rồi. Cũng không phải tại dì Hai năn nỉ đâu nghe. Nè, ăn sáng không? Chị mua bánh canh gà heo cho ăn nghe. Ê, mua gì ăn nấy. Hỏi ngặt vậy sao nhỏ trả lời. Ê, đi xe khuya giờ đói bụng lắm đúng không? Ăn bánh ít nghe. Được rồi. Ta đi mua bánh canh nè. Trời ơi, nó ăn dữ lắm á. Vô đi, đợi chị chút nha. Ờ, lên ghe, lên ghe. Muốn ăn cái gì lấy ăn đi. Nè, em phụ cho. Ừ, lên nè. Rồi, đặt mũi ghe được rồi. Lên ghe. Trời, đồ ăn nhiều lắm. Ờ, bán được không? Ờ, uống sữa nha, ăn bánh. Để chị bụng bánh canh nhé. Chị Đại Thị, chị Thị, chị Đại Thị ơi. Chị Đại Thị ơi. Chị đâu rồi? Nè. Dạ. Làm gì vậy cưng? Làm gì hất hơn hải vậy? Chị, hồi nãy á, chị biết em thấy ai không? Ai vậy? Em thấy anh Sim á. Cái gì? Thấy anh Sim hả? Dạ. Thiệt không á? Anh mới về để tức thì mà. Trời, anh Sim chứ ai, mắt em chứ em thấy nè. Gọi có kêu anh không vậy? À, cái này em quên rồi. Tại vì á, hồi nãy á, em thấy vậy á, em búng lên, em chạy ùi đây báo cho chị biết liền nè. Chị Thị à? Hay chị ra chợ nổi đi. Thôi đi, vài bữa nữa anh về rồi cũng gặp rồi. Đi. Ờ dạ. Mua một bát nấu chè táo sòn cho cha chưa? Dạ chưa. Em thấy anh về em búng quá em chạy ùi đây nói cho chị nghe liền nè. Chị mua liền đi, cha ổng đang thèm kìa. Không có là ổng nhăn á. Dạ dạ. Cái ông Sim thiệt tình chứ. Gì mà không nói năng gì hết trơn. Tôi không có cố ý. Tôi không có cố ý. Xin ơi. Xin. Tôi không có cố ý. Cái gì vậy? Tôi không cố ý xin ơi. Ông Hai ơi. Ông ngớ hả? Ông ngớ cái gì vậy? Sao hết nói ơi. Ông rồi hả? À? Mình nói cái gì vậy? Trời ơi. Ừ. Trời ơi là trời. Tôi nông nổi gì hết nói ông nội rồi. Cái gì? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Ông bây giờ không còn tưởng tượng nổi nữa. Ông có muốn là anh em thằng Măng nó gọi ông bằng chú hay nó kêu ông bằng thằng à? Ủa, tôi muốn mê, tôi nói tầm bậy tầm bạ hay sao mà chửi tôi xối xả vậy? Trời ơi, sao mà ông cứ tơ tưởng tôi cũng xin hoài vậy? Sao mà ông tàn nhẫn với tôi vậy hả ông Hai ơn ơi? Sao mà bà dễ khóc quá vậy hả? Tôi chưa chết mà. Chưa chết. Trời ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Có cái gì đâu, tôi không có cố ý để chọc bà đâu. Thôi bà bỏ qua tôi lần này nghe. Tôi với ông là sống từ bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu tuổi đầu rồi. Mà tôi đã nói con Sinh nó không phải là cái loại đàn bà láng chả. Ông đừng có tưởng bóng thương hình chi. Uổng công lắm không có được đâu mà. Trời ơi bà, là bây giờ tôi không thương bà, tôi thương ai? Hả, tôi thương ai? Đó, bà coi con Ba Xuyến nó là em gái ruột của tôi. Mà nó còn bỏ mặt tôi. Chỉ có bà thôi, bà thức đêm, thức hôm, bà chăm sóc tôi. Thấy không? Đừng có lẻo lự. Không mê. Sao nằm mơ mà nhập tâm mà kêu tên. Tôi nằm mơ không thấy người ta. Đồ lẻo lự à. Không có cố ý mà, bà sao vậy? Ủa mình khùng hay sao vậy trời?